hai anh em mình xin kính chào cô bác chị bạn. Mình xin chào. Trước tiên hai anh em mình cũng xin kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng. Em trai có cô bác chị bạn comment vô kênh đấy, em trai nói hôm nào thử thách em ăn mỡ một bữa. Yeah. Thì hôm nay anh thực hiện luôn ha. Rồi. Coi như là dĩa mỡ này khả năng em ăn được bao nhiêu thì em ăn. Thì hết thì có tiền, không hết thì thôi ha. Yeah. Nói chung là thử thách mà nhiều khi đôi lúc đó, không hết thì cũng rất mong cô bác chị bạn thông cảm, cái này quá khó. Anh ba thì anh làm được, anh ba anh làm thường xuyên luôn đó. Mà em trai này lúc trước cũng có làm một lần rồi nhưng mà không thành công. Hôm nay là làm lại em trai. Yeah. 2,2 kg tức là em còn 2 kg đó. Anh ba tầm 2,5 kg đó, 2,5 đến 3 kg luôn á. Em 2 kg thôi ha. Bây giờ nói với em thế này. Cái mỡ thì buộc phải hết. Còn không hết là không có quà. Còn cái khóm này với lại cà pháo này ăn cho nó giật ngược lại. Em thích ăn thì ăn, ăn được nhiều ăn ha. Yeah. Anh không bắt buộc là ăn cái khóm với cà pháo này hết. Chứ quan trọng là hết mỡ thôi. Yeah. Là em có được. Ba tờ hôm nay chơi đẹp với em luôn. Ba tờ luôn chứ này không có túi rồi, có túi mà. Thôi, anh ba thì bỏ túi nữa. Anh ba thì bỏ túi á, mình tin anh ba lấy luôn. Còn bạn ấy thì móc ra kỳ lắm. Hôm nay không có túi, có túi mượn nhét luôn. Rồi rồi. Đây luôn. Bây giờ là anh cho thời gian là 30 phút. Đó, dạ. Sao? Rồi, lụm. Lụm thời gian luôn đó. Rồi lụm. Chúng mình lại cô chú anh chị và các bạn dùng mỡ. Rồi chuẩn bị nha. Lụm liền. 1 2 3. Cái này mà em ăn hết đó là em sẽ nói ngon ba. Nói chung là cái cơ địa của mỗi người mỗi khác. Như Tung thôi ăn mỡ được. Còn như anh Quy đồ với lại Thành đó là mỡ thì bó tay. Không biết thấy sao nhưng mà Thành thì bó tay. Nhiều khi mình để cho anh ba ăn thịt heo nhiều. Mấy anh em khác thì ăn phải ăn độn, lý do là mình không muốn độn, mà anh em khác là ăn nguyên si thịt không ăn không nổi, chứ không phải mình ưu tiên cho anh ba ăn đồ ngon. Thật chắc mình muốn anh em khác cũng ăn thịt không vậy. Mình nói thật lòng là mình quay clip là ăn không độn là view cao hơn cái ăn độn, nhưng mà anh em ăn không nổi buộc mình phải độn, chứ mình muốn dù anh Quy, Thành, Thái, Tung vậy. Ăn thịt heo như anh ba, nhưng mà anh em này ăn không nổi. Thậm chí như thịt bò là cũng vậy, số lượng nhiều cũng ăn không nổi. Hôm nay em trai này là cái sở trường của em trai này là cũng ăn mỡ. Mới giờ đòi thách đấu với anh ba là ăn mỡ trắng này nè. Mà ăn nhiều quá giờ ngán. Em ăn hết cái mỡ này là cho em 10 điểm, không cần cà pháo luôn, không cần khóm luôn. Nếu mà mình trừ ra cái khóm với cà pháo thì tầm còn có khoảng tầm khoảng 7 kg. 7 kg mỡ. Ăn đi em. Cái đó nó thời gian nó không chờ em đâu nha. Thank you.
trên luôn rồi luôn. Hiểu không ơi?
siết cho nhanh đó, để lâu cầm cầm là nó sẽ ngán lắm, chịu không nổi. Siết rồi siết, để lâu cầm cầm là ngán, chịu không nổi. Quay bên thử cái này. Tính dễ lấy tiền của anh Sơn mà lấy không nổi à. Nói em, nói chung là cái thứ thấp mà. Cái này bỏ túi vậy à, thối lại rồi, thấy không? Hả, mà bỏ túi thì móc ra. Thì móc ra rồi. Nó lên cây. Là thử thách mà. Ở lúc thì cũng vượt qua, nhưng mà cái thử thách của Xì Tung hôm nay là quá khó. Đi làm không dám uống nước, muốn chỉ có một hớp á. Ngán hay sao em? Ngán em. Bởi nói là cái mấy cái món này là chỉ có anh Ba mới làm trôi thôi, anh em khác là làm khó trôi lắm. Mấy đầu ăn nó vô nó giòn giòn nó ngon á, ăn hồi cái nó hơi ngán. Cái yêu cầu là luộc cái mỡ còn cứng cứng là châm luôn. Chứ mình thì luộc và mềm. Đúng rồi. Mềm thì châm nó ngán. Chứ mà em không hoàn thành thì thôi em ơi. Dạ. Hai anh em đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị các bạn sức khỏe và năng trở lại. Bye bye. Bye.